Thưa quý vị, thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, BoE, Mark Carney nhận định những điều kiện kinh tế hiện tại chưa đủ để tăng lãi suất. Nhận định này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Ngân hàng Trung ương nước này đang chuẩn bị tăng lãi suất. Khi được các nghị sĩ quốc hội hỏi liệu thông tin giới truyền thông suy đoán sau bài phát biểu đầu năm có chính xác không, ông Carney cho biết vẫn chưa có lộ trình tăng lãi suất. Trong bài phát biểu đó, tôi muốn nói rằng việc xác định các điều kiện để tăng lãi suất là cần thiết và những điều kiện đó đến nay vẫn chưa đủ. Ông có nói rằng những nguy cơ của nền kinh tế toàn cầu sẽ chuyển từ các nước phát triển sang các nước mới nổi. Ông Carney đã đi được nửa chặng đường trong nhiệm kỳ 5 năm của mình với vai trò thống đốc ngân hàng. Ông cho biết có thể sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay trong việc có tranh cử ở nhiệm kỳ tiếp theo hay không.